Mến chào anh chị em người dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc có rất là nhiều bạn hỏi, tại sao con chim bị rớt khoen mắt và cách khắc phục nó như thế nào. Đặc biệt cái tình trạng rớt khoen mắt này lại thường xảy ra ở trên những con chim hút mật và con chim vành khuyên. Những con chim khác cũng có nhưng mà nó ít hơn các bạn. Đa số là nó bị trên hai cái dòng chính là hút mật và vành khuyên. Lý do tại sao nó lại rớt khoen mắt? Video này nó hơi dài, tại mình sẽ cùng các bạn phân tích cụ thể chi tiết những cái gì mình biết, những cái gì mình so sánh, nó có đúng có sai, để các bạn không hoang mang, các bạn không có nản lòng khi con chim của các bạn rớt khoen mắt. Và cái cách khắc phục nó, chữa trị nó cực kỳ đơn giản các bạn. Quan trọng là mình tìm hiểu đúng nguyên nhân. Nguyên nhân như thế nào sẽ có chi tiết cụ thể trong video ngày hôm nay. Ở đây mình có hai con hút mật, ba con hút mật và hai con vành khuyên. Các bạn, vành khuyên cũng được mà mắt khoen cũng được. Có chỗ thì người ta kêu mắt khoen, còn có chỗ kêu con chim vành khuyên. Đây là một con sắc pháo. Anh này anh đã bị rớt khoen mắt, trọc luôn cái lông cổ. Các bạn, lý do làm sao nó như vậy? Bạn thắc mắc không? Thắc mắc không nên bỏ qua chi tiết nào nha. Và đây mình có một túi cám luôn. Tiếp theo mình sẽ so sánh cho các bạn thấy đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chưa chính xác. Các bạn, cái hồi chim mình mới bị rất khoen mắt á, mình đi tìm hiểu rất là kỹ, hỏi các bậc tiền bối. Tại mới nuôi chim mà thấy không có hài lòng miếng nào hết, rất là lo. Chim của mình tự nhiên nó trọc, nó xấu quá. Nè các bạn, trọc lông cổ này, trọc khoen mắt này. Đó, bắt đầu là nôn nóng quá, đi kiếm, lên mạng tìm, hỏi các lão tiền bối, nhưng đều cho ra kết quả gần giống nhau. Nhưng kết quả đó nó còn thiếu chính xác các bạn. Nó không phải là sai, đúng, nhưng mà nó chưa chính xác lắm. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn đâu là nguyên nhân chính xác để con chim rớt khoen mắt và cái cách khắc phục nó nha các bạn. Đây mình có một cặp luôn. Một tơ và một già. Các bạn cứ để ý, nếu các bạn nuôi con chim vành khuyên hoặc là con chim hút mật, nó rớt khoen mắt, trọc lông, nó rơi vào khoảng thời gian từ tháng thứ ba. Nếu các bạn mua chim bổi, chim thuộc nó lại không bị. Đó, các bạn có rất nhiều cái ý kiến, nên là cái cám hút mật này nó có đường, có mật ong, nó sẽ dính lông con chim. Nhưng đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem hai con vành khuyên của mình đây. Rồi. Trời ơi, chạy dọc đường cái này nó tuột ra. Bay mất tiêu một con vành khuyên rồi. Xong. Cái đây nó còn. Nó rớt chỗ nào ta? Mình đưa cho các bạn so sánh là hai con, một con có, một con không. Nhưng mà nó đều ăn chung một loại cám các bạn. Đây. Như anh này là anh bịt ra đâu. Anh này là anh đã bị rớt khoen mắt này các bạn. Rất là đẹp trai nhưng mà nó đã rớt khoen mắt. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Lông lá đồ không phải là thay lông nha các bạn. Này lông bình thường nè. Lông lá không rớt cọng nào, lông bình thường hết.
nhưng mà nó lại rớt cái khoen mắt. Đó, nó có cái vằn khoen trắng tinh này, nay không có. À, thường những con chim khuyên này bị nó rớt vào khoảng chừng tháng thứ ba các bạn. Nếu các bạn mua bổi về khoảng chừng tháng thứ ba là nó bị rớt, bất kỳ mùa nắng hay mùa mưa, mùa nào cũng vậy, nó rớt vào khoảng thời gian đó. À, rồi bắt đầu dù nếu mà mình nói cho ăn cám nóng kích thì nó rớt khoen. Thiếu chính xác ở đây các bạn, mình chỉ bình thường, mình chỉ cho ăn cám bình thường thôi, nhưng có con rớt con không, không phải con nào cũng rớt. Nhưng con cái này là có cá, có hút mật, cá hút mật nó có mật ong. Còn cái cám này, cái bột lửa này các bạn, à, cái này là bột đậu trứng, không có mật ong nha các bạn. À, nó chỉ có sầu khô, các nguyên liệu của về than trò lửa ăn chủ yếu là côn trùng. Cái dòng này là dòng ăn côn trùng, về lửa về than là ăn côn trùng nên nó không có mật ong đó các bạn. À, mà nếu mà nó có thì nó cũng rất là ít, nếu mà nhiều nó sẽ chảy nước. Còn cái bột lửa này các bạn bỏ cả tháng không có chảy nước, còn cái bột này nếu các bạn bỏ cả tháng nó sẽ chảy nước ra. Đó, đó là lý do cái này có mật ong, có đường, còn cái này không có các bạn. Thì nếu như con chim ăn cái mà có đường mà để nó dính lông mà nó trọc khoen mắt thì theo mình nghĩ nó thiếu chính xác các bạn. À, là con chim của mình, con vằn khuyên này nó chỉ ăn cám này không, à, không có đường, không có mật, nhưng mà nó vẫn trọc cái khoen mắt. Trong khi ở một cái lồng của con vằn khuyên này nó không có cái để mà nó cọ sát vào cái khoen của nó được. À, đó là lý do thứ nhất các bạn. Rồi bắt đầu tới lý do thứ hai là cầu cống dơ bẩn các bạn. Tại mình hồi xưa mình không biết, mình thấy con chim mình nó rất khoen, nó xấu quá, mình nôn nóng mình đi kiếm, nhưng mà gõ lên trên mạng 1000 ý kiến nó gần giống nhau, không khác gì nhau hết, gần giống thôi, tất nhiên có điểm khác nhưng mà nó đại loại là nó giống nhau các bạn. Như con hút mật này cũng vậy. À, nó trọc lông cổ, rất khoen mắt vào tháng thứ ba, từ tháng thứ hai tới tháng thứ tư. À, trong khoảng thời gian đó nếu các bạn mua chim bổi về là nó sẽ thường bị rớt. Còn nếu các bạn mua chim thuộc qua tay nó cũng có thể rớt, nhưng nếu các bạn nuôi từ chim bổi về, à, qua hết giai đoạn đó rồi nó sẽ không rớt nữa các bạn. Tại vì sao thời điểm đó nó rớt đó, cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó mới là cái vấn đề chính để mình khắc phục nó các bạn. Như con chim hút mật này, nếu mà cái cầu cống nó dơ, mình đồng ý là cái cầu cống nó ăn cái cám thì nó sẽ có những cái mụn cám nhỏ, nó dính mật ong ra đây, nó sẽ bám vào đây. À, và nó sẽ dơ, nó sẽ gãi, nó sẽ dính. Nhưng mà không phải các bạn, như cái con này, con này không ăn mật ong. À, cái lồng nó rất là sạch, tại mình đưa đi không hết, cái lồng nó sạch tinh luôn. Con vằn khuyên này này các bạn, đó, nó không dơ miếng nào nhưng mà nó vẫn rất khoen thì sao? Các bạn, đó, bạn suy nghĩ coi. Và những con chim truyền tơ nó lại ít có rớt hơn những cái con bổi già. À, các bạn, đây đều là hai con sắc pháo nhưng mà truyền tơ không rớt, còn già rớt. Hai con mua cùng một thời điểm, đó, có nghĩa là khoảng chừng 3 tháng trước các bạn. Thứ nhất, mấu chốt ở đây, tất nhiên là nó có nhiều cái nguyên nhân, nhiều lý do, nhưng mà nguyên nhân đầu tiên nó chiếm tới 70%, đó là ánh nắng mặt trời các bạn. Đó, nếu các bạn nuôi chim hút mật, nuôi chim vằn khuyên này mà thiếu ánh nắng, tắm nắng ít, nó sẽ rất khuyên. Ngày xưa
mình nghe các lão tiền bối nó trùm áo lòng nhiều, con chim nó bị rết khoen các bạn, nó chỉ đúng một phần thôi, đúng 10%. Trùm áo lòng rết khoen mắt đúng 10%, cầu cống lòng dơ bẩn rết khoen mắt đúng 10%, ăn cám nóng rết khoen mắt đúng 10%, có nghĩa là chỉ có 30%, còn 70% còn lại là do cái gì ạ? Ánh nắng mặt trời các bạn. Cái dòng hút mật và dòng chim khoen này nếu các bạn để thiếu nắng nó sẽ rớt khoen, còn ăn cám nóng có còn rớt còn không, rồi máu lòng có còn rớt còn không, cầu cống giờ có còn rớt còn không, nhưng bạn để thiếu nắng con nào cũng rớt. Hãy cho mình một like, thế hay thì chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn. Đây là những gì mình test thử rồi. Mình thử hai con chim, một con thường xuyên tắm nắng và một con lâu lâu mới tắm một lần. Con lâu lâu mới tắm một lần 2 tháng trời là nó sẽ rớt khoen mắt. Còn cọc cái lông cổ là do nó ăn các bạn. Nếu mà do cái cống ăn thì nó chỉ cọc vùng cái mỏ nó thôi, cái cổ nó cạo vào cái cống này. Còn cái mỏ nó lúc các bạn cho ăn cam hoặc cái nhất là những trái cam các bạn, nó có những cái khứa, những cái muối ở trong nó rất là cứng, mỗi lần nó chọt cái mỏ nó vào nó sẽ cỏ ở đây, một lần một ít nhưng mà nhiều lần nó sẽ mòn mất cái xung quanh cái mỏ đó, nó sẽ chọc bớt cái lông đó. Nhưng nếu bạn ngưng cho ăn cam một thời gian nó sẽ mọc trở lại, các bạn thử coi phải không. Các bạn, còn cái khoen mắt nó không liên quan gì tới cái cống hết. Thì như mình vừa chia sẻ, nó chỉ có 10% là liên quan tới cái lòng, còn 70% là do ánh nắng mặt trời, thiếu nắng nó sẽ rất khoen. Đó là những gì mình test thử, những gì mình đã làm rồi đó, mình thấy ok, hợp lý, mình chia sẻ lại các bạn, các bạn áp dụng theo có phải không. Rồi, bạn nào có ý kiến gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Bạn nào có những mẹo gì, có những cách khắc phục hay hơn đó, cứ để lại bình luận, chúng ta cùng tham khảo ha. Video đây tạm dừng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.